9 giờ tôi mới từ trên bản về. Chào tất cả mọi người. Được chứ? Giáo viên cùng với sự chỉ đạo quyết liệt từ trung ương, từ các địa phương đã góp phần quan trọng giúp Việt Nam. Chưa bắt đầu chứ? Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị cách xào hến nha. Trước hết là hến rửa hến, rã đông hến nha. Anh chị bỏ hến vào trong cái rổ này này, xong rồi mình sẽ cho đầy nước ở trong cái chậu ấy, xong lắc. Thì khi đấy là rửa lại hến cho nó sạch nhá. Sau đấy sẽ tìm xem ở trong trong này có cái vỏ hay gì một lần nữa cho nó kỹ được không ạ? Tại vì là nói thật là khi mà dân ở trong quê làm ấy thì là họ làm rất là nhiều một lúc, thì có thể không nhặt được hết một số cái vỏ, nhưng là rất là hạn chế rồi. Đấy, cho nên là anh chị về mình cứ đây là gói 0,25 thì mình làm, hay là nửa cân một lúc thì mình nhìn rất là dễ. Đấy, nếu mà anh chị bảo là hến sạn hay gì thì không hề có sạn cát ở trong này, mà chỉ có thể là vướng đôi tí vỏ của hến thôi. Đấy, cho nên là mình về mình cũng cần phải rửa lại và nhặt anh chị nhé, nhặt lại một tí thôi chứ không nhiều. Nãy giờ em không nhặt cái nào hết, đúng một cái vỏ thôi. Đấy, anh chị bỏ trong này xong rửa này. Đấy, hến đây là cấp đông nha. Khi mà giao anh chị cấp đông rồi nhưng mà về đã đông ra và ấy thì nó vẫn lại trắng tinh như thường. Hôm trước có chị bảo là treo đầu dê bán thịt chó, nhưng không phải. Hến nhà em phải cấp đông để vận chuyển cho nó đảm bảo. Thì là khi mà đến giao anh chị thì nó đông thì màu nó đen. Màu nó đen thì là không vấn đề gì hết. Thì là đến lúc mà mình giã đông ra là như thế này đây. Sáng nay vừa ra thì em cấp đông và giờ mới ăn đây nhá. Bây giờ em hướng dẫn cách xào hến nào. Ở quê em hay dùng hành tăm. Đầu tiên là anh chị si tao hành mỡ, thay hành tăm bằng hành tím cũng rất là ok, không vấn đề gì. Hến sau khi mà đã rửa sạch và để ráo một tí đấy, để ráo một tí đấy, thì mình bắt đầu cho vào xào si tao hành mỡ nhá. Nhà em là bán gì ăn đấy này, và hàng như thế nào em nói như thế đấy, nhưng không bao giờ có chuyện lừa dối khách hàng. Chỉ là các anh chị vì ban đầu nhìn mà có chị giao cho hến như bảo đen, sao mà đen xì xì này, nhiều phân thế này, hến lâu thế này, hến cũ thế này thì không phải đâu. Đâu nó màu nó xuống, sau khi giã đông nó lại trắng đẹp như thường. Đấy, mình bây giờ cho hến vào ha. Hến anh chị nên to lửa to nhất nha. Bình nhiệt lên đây. Anh chị biết tại sao ở nhà hàng người ta hay dùng bếp công nghiệp không? Tại vì là lửa rất là lớn, xào rất là nhanh và đồ ăn nó cũng ngon hơn, nhất là món xào, món canh cũng thế. Đấy, mình sẽ xào hến. Nhà em thì xào rất là đơn giản thôi ạ. Em chỉ dùng một số nguyên liệu: gia vị, bột nêm. À quên, đây là bột canh. Trời, cái bếp này nó bị. Chỉ dùng cái bếp bên đi cơ. Cái bếp này bên này. Nồi nó bé thành ra nó không tiếp hết, thành ra một tí là nó chờ một tí anh chị nhá. Bếp hồng ngoại thì phải nó chờ một tí. Chờ một tí nó sôi. Bột canh này, hạt nêm, hạt tiêu. Một tí để ấy nó lên anh chị nhé. Đâu sôi bếp. Món
hến mà có lá hẹ này, rất là thơm mà ngon, rất là hợp luôn. Hến xào lá hẹ cực kỳ ngon anh chị nhá. Lá hẹ thì thường là trong quê em phải mua nhưng mà cũng không được nhiều đâu. Mỗi bữa em ấy chỉ được 5-6 bó thôi. Khi đấy thì em đưa lên tặng khách, cho khách mỗi nhà một nhúm nhúm, đây một nhúm nhỏ đấy. Nếu mà xào thì chỉ cần từng này thôi. Đấy, lá hẹ. Nếu không có lá hẹ thì anh chị sẽ thay bằng việc là hành lá và rau răm anh chị nhé. Tùy sở thích của mình, thích cho gì thì cho, rau đấy là do sở thích. Còn quan trọng là hến có ngon hay không. Đây em đang xào, đây là loại hến nhỏ anh chị nhé. Đây là hến vừa. Chứ cái con hến mà nó ti 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 thì không có. Đây là loại nhỏ nhất của hến sông La nhà em có đấy. Và nó có loại to hơn nữa cơ. Đấy, bắt đầu sôi lên rồi nhé. Chờ cái bếp này hơi lâu. Mình cho một tí đường này. Tí đường cho nó săn hến thôi. Một tí thôi, không nhiều. Chị cứ xào đi, tại vì trong hến bao giờ nó cũng có một tí nước. Tại vì là thứ nhất là do mình rửa này, thứ hai là trong hến nó có tí nước nhé thì nó mới ngọt hến được, chứ không phải nó khô không khóc đâu. Đấy, mình cứ xào khi nào nó săn hến thì ok. Đây, bánh đa quay lò vi sóng anh chị nha. Đây là những mẩu vụn mà bị vỡ. Em quay lò vi sóng này, lò nhà em là lò Electrolux à? Đấy, em quay 1 phút 20 giây. Mẻ đầu tiên này 1 phút 30 giây. Nhưng mà này mẻ thứ hai mình chỉ cần 1 phút 20 giây thôi. Đây là những mẩu vụn mà bị vỡ em lấy về em ăn đây. Thì anh chị cứ bỏ vào lò và quay thôi. Tại vì là nướng than hoa mà đưa ra thì nó vỡ hết. Đi giao hàng anh chị cứ bật đèn em chị. Electrolux. Đây Electrolux nha, mình ấn này. Chế độ vi sóng 2. Mình ấn 1 phút 20 giây này, ok. Đấy, bắt đầu quay thôi. Đây nha, đây là sau khi quay xong này, chín này. Nó vẫn rất là phồng giòn này, rất là ngon. Quay hến hến anh chị nhá, dần dần săn hến nữa này, thôi nước luôn này. Mình sẽ cho một tí hạt nêm nhé, cho nó vừa miệng. Khi xào thì em không hay cho nước mắm đâu, em hay dùng hạt nêm. Với lại hôm nay hết dầu hào rồi cho nên ra là không có dầu hào để xào. Đấy, nếu mà cho một tí dầu hào nữa thì nó ngậy mà nó ấy hơn anh chị nhá. Anh chị nào mà thích ăn sa tế cay cay ấy thì cho sa tế, còn em thì em nhà em không ăn cay, chế độ kiêng cay cho nên là em phải cho một tí hạt nêm, tí hạt tiêu nhé cho nó thơm một tí thôi. Hôm nay hai vợ chồng ăn thì là cho hạt tiêu, trẻ con thì cho một tí hoặc không cũng được. Đấy, bắt đầu xăm hến nữa ha. Thôi này, khô hến này, khô nước mà hến rất là trắng ngon. Đấy, đơn giản thôi, cho nó ngấm một chút nhá, ngấm một chút hến vào hến, xong rồi bắt đầu mình sẽ cho lá hẹ vô. Nấu ăn đúng là đơn giản đúng không ạ, miễn là thấy ngon đúng không, rất là nhanh. Lưu ý là anh chị không cần gá hến, gá đông hến lâu nhé. Cứ anh chị cứ ngâm trong nước một tí, gạt túi xong đưa ra xay rửa xong rồi ok. Hến đã chín, đưa túi cho ra từ dưới. Okay.
nét đặc biệt chiếc. Đấy, xong, đã xong món hến nha anh chị nha. Đấy, rất là đơn giản thôi, hến xào ra vừa rất là ngon lành. Đây, đủ ngon chưa ạ? Wow, món này nói thật là ăn vã cũng rất là đã luôn. Hay anh chị mà nào mà uống bia nhâm nhi, uống bia hay nhâm nhi ấy thì là cũng rất là thích ăn với cơm. Đấy, em cảm ơn anh chị đã theo dõi livestream nhá. Chúc anh chị thành công với món hến xào nhá. Em cảm ơn ạ.